Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Thì diễn ra cái buổi offline của câu lạc bộ bò sát Thủ Dầu Một ha. Anh em từ các tỉnh về luôn. MC đặt à, tốt nghe. Này Ruby Eye luôn mà mắt. Này là của anh em Tây Ninh lên ha. Dễ cưng. Bé này là đi ốp rất là nhiều lần rồi. Đi ốp là từ nhỏ tới lớn luôn. Long thừa hả là? Long thừa Abino. Long thừa Abino các bạn. Long thừa mà cũng đặc sắc á. Dòng này nó hiền nữa ta. Đúng rồi, con này nó hiền. Không, riêng con này thôi. Riêng con này à, không có độc đúng không? Không độc. Không độc. An toàn là không độc. Rất là an toàn các bạn ha. 2kg rồi. 2kg này được nhiêu rồi? Cái kiểu nó giống con truy bay thần đó bạn. Rồi đưa lên tay cái là nó quấn cái tay mình lại. Cái này cũng đâu có đậm biết gì hả? Đó. Ai mua đây thử thử chưa tay nha. Đủ thiệt. Này được mấy ký rồi ta. Có cái đặc biệt nữa, em quay cận cảnh ra đây. Ngay phía trên con dung á, nó sẽ có một cái lỗ miệng rất là nhỏ ha. Mà cái đó khi nào nó mới mở ra ta. Cái này giống như cái bẫy sập luôn các bạn. Vừa đụng vô một cái là nó phản ứng, nó sập cái, nó đóng cái miệng nó lại liền luôn. Vậy là chắc cái tên mà rùa cá sấu cũng có liên quan tới cái phần cái cách săn mồi của nó. Còn con này mấy ký anh cầm lá, cũng nặng tay quá ta. 4-5 ký hơn á. Hơn á, cầm nặng tay quá. Tiếp qua biết bao nhiêu đó anh. Đất à, mọi người hít đất cái mình cái nha. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, hôm nay là sáng ngày chủ nhật ha. Hôm nay thì diễn ra cái buổi offline của câu lạc bộ bò sát Thủ Dầu Một ha. Thì nói là Thủ Dầu Một thôi nhưng mà anh em từ các tỉnh về luôn. Có An Giang, có Tây Ninh, ở rất là xa luôn ha. Và hôm nay đặc biệt cũng có nhiều igu rất là bự đẹp. Ok, đi theo mình nha. Đây là bé Hai Bô rất là đẹp nè. À, xin mời bé MC đặt thần à, tốt lên đâu ạ? À? Này Ruby Eye luôn mà mắt mời em đặt thần tên lên nè. Màu đẹp ghê, chắc Ruby Eye á. Màu sang. Hello em. Ở đây kê đây cũng là một bé Hai Bô nữa ha các bạn ha. Hôm nay đặc biệt thấy nhiều igu đẹp á. Nhiều con khủng khủng á. À, so với lại mấy tháng trước ốp á thì bắt đầu bây giờ là igu nó sẽ lên đẹp từ từ. Bé hoa đẹp quá này. Quen. Này là của anh em Tây Ninh lên ha. Dễ cưng. Ok. Lâu lắm nhân vật này mới xuất hiện nè. Dũng Minh Hòa ha. Này chắc hòn quá hả? Hòn đẹp. Hello em, cầm cái này đi chơi hả? Cô rồ hả? Dạ không, Hai Bô. Hai Bô hả? À, chào mọi người. Cái tàu quay mặt phía sau mấy dàn gai đầu này. Dàn gai bị ngã hả? Dạ đúng rồi, dàn gai ngã luôn. Nó không có đứng được. Hôm nay được. Chắc nó đang nghỉ thôi, nó chưa sung lên thôi. Em thấy nó vẫn kè mà không biết sao nó cái gai nó không có chịu đứng lên. Nó có mấy gai đầu, một hai gai đầu. Không, có nghĩa là nó chưa có sung, nó chưa có gồng lên thôi, nó mới ngã ngang ra thôi. Dạ. Nhưng mà nó không có bị gãy hoặc là nó bị mỏng là được rồi. Dạ. Mùa này igu nó là vậy nè em, nhưng mà nó không 100% không đổi. Nhưng mà con này nó chịu ăn biết. Rồi. Dạ, cho nên là mấy bữa nó ăn biết mà nó không có chịu ăn rau. Rồi. Cho nên là nó mới khỏe, nó đi vệ sinh rồi cái nó. Nói chung là mùa này tụi nó sẽ ăn ít. Nó ăn ít thì mình cho nó ăn mấy đồ chất lượng nó sẽ tốt hơn. Ăn rau thì nó không có gì hết. Okay. Hôm nay là mấy anh em của Thủ Dầu Một chuẩn bị rất là nhiều cây xô để cho mọi người đem bét lên. À, hôm nay Đức em mình bận công chuyện cho nên là không có đi quay nhờ Hiếu quay đó, và cũng không có chuẩn bị cái do quay bằng cái máy mình á, bằng cái iPhone á, không có chuẩn bị cái micro ha, cho nên là tiếng hơi nhỏ, mọi người thông cảm ha. Tại vì mình mua cái mic này nó dành cho máy quay của Đức em mình, nó là Samsung, mình đang quay bằng iPhone. Các bạn sẽ thấy chất lượng hình ảnh nó, cái màu sắc nó hơi khác chút xíu. Tiếng nó hơi nhỏ, mọi người thông cảm ha. Đây là bé Red. Rất là đông luôn.
coi như là các tỉnh luôn, Đồng Tháp đồ này nọ lên hết, An Giang lên, Tây Ninh. Bên này có con bé Kemen rất là đẹp lắm bạn ạ. Ai thì anh bé Trang nữa, có anh bóng bé Trang nữa. Hello em. Thì hôm nay thì thay này là của Đăng Biên Hòa. Bé này là đi ốp rất là nhiều lần rồi, đi ốp là từ nhỏ tới lớn luôn. Bởi vì cái bằng quà nó rất là nhiều. Bé này quen từ nhỏ lớn luôn ha Đăng ha. Đăng quen từ nhỏ lớn luôn. Cái mục tiêu chính nó đẹp là để mà ở đây có lúc nào chủ đẹp hơn đó không? Không. Chưa bao giờ luôn. Ok mọi người, rất là đông luôn à. Lần này thì anh em Thủ Dầu Một đổi quán cà phê khác, đổi cái chỗ ốp khác ha. Có vẻ rộng rãi hơn lúc trước nhưng mà cũng cảm giác là không đủ sức chứa luôn á, rất là đông, vẫn thiếu bàn. Cây xô chuẩn bị rất là nhiều nhưng mà vẫn full hết luôn ha. Thì mình mời anh có một vài câu nói với vợ hả? Nhưng mà họ mà không tin bạn đó. Con này chưa có vợ nên nó chưa lấy vợ. Chưa có vợ nên vẫn còn đẹp. 10 năm nữa chắc nó dài hơn Dũng luôn á. Ok bọn ơi. Đam mê và nhiệt thiết để đẩy cái phong trào. Bé này đẹp. Bé này nó đặc biệt ở chỗ là mình nó màu cam ở đuôi nó màu trắng ha. Cái này Red Albino quá ta. Này chắc Red Albino ha. Đuôi màu trắng mà mình nó màu cam. Này nó đỏ mặt thôi. Hello em, nhưng mà mấy chắc mình gửi lời chào đến ok cùng đam mê đi rồi chương trình bỏ phí chi tiết sao cảm ơn rồi ok rồi cảm ơn tôi rất nhiều. Ok không khí rất là vui luôn các bạn, cái này nó rất là sung luôn. Cái này của em hả? Cái này của em hả? Đẹp quá. Hai bô hả? Hai bô mà cái tông màu khá là đậm luôn bạn. Anh đang nhất Việt Nam luôn. Anh này làm YouTube và đồng bờ anh là cũng có một người mà nghe giống nói xấu mình quá ta. Đặc biệt của yêu nha. Anh sẽ lên phát biểu vài lời với hội nha. À xin mời anh Nam Ngô ạ. Bé tay này đẹp quá. Ok mình lấy. Mời Nam Ngô có hai câu phát biểu ạ. Thật kém luôn. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì cái không khí ngày hôm nay rất là sôi động luôn. Thì từ ngày hôm qua là anh em, mấy ngày trước thì anh em của Dòng Một đã bây giờ tìm kiếm quán cà phê có cái không gian rộng rãi và chuẩn bị rất là nhiều cây xô. Cũng như là anh em các tỉnh thành luôn. Mỗi người chung tay có một chút chuẩn bị những cái phần quà để tạo ra cái không khí buổi ốp ngày hôm nay. Rất là vui vẻ, rất là đông vui luôn ha. Ok, cũng không biết nói gì hơn thì chúc cho cái cuộc chào của mình ngày càng phát triển, anh em mình ngày càng đoàn kết hơn. Ok, cảm ơn anh nhiều. Rồi, ok mọi người. Đi tiếp tục giới thiệu bé. Thì cũng thời gian nó không còn nhiều để anh em còn chơi rồi sau. Và sau cái cuộc ốp hôm nay thì bên Thủ Dầu Một đã tổ chức một buổi tiệc. Bữa tiệc bên câu lạc bộ đã mời anh em thành anh em xong rồi mình tập trung lại để mình qua cái nhà hàng gần đây mình làm xương xương nghe. Thì thời gian không còn nhiều nữa, mình tặng quà thì quá nhiều, các mình tập trung vô cái bánh năm để có quà luôn nha. Thì hôm nay quà của nhà tài trợ đã đổ tới chương trình rất là nhiều, có gần 70 phần quà. Đến bây giờ mình sẽ có tâm thì có tâm hôm nay sẽ chia làm 6 lần có tâm. Do máu em tài bồ nó bớt đen mà màu cũng đỏ chứ. Ba lần đầu là tính đen mấy nào đi đi. 20 ngàn. Lần thứ tư là sẽ phát tiếng, không tính tiền. Rồi lần thứ năm thứ sáu thì lần thứ năm thứ sáu là cái lần thứ sáu sẽ lấy dòng nét bên kia cũng bự đẹp quá các bạn. Anh em bán thiếu đi bán nha. Thì bây giờ bán thiếu ở đây là mình có ba đặt người bán, anh em cứ liên hệ để mua thiếu. Ok bây giờ mình sẽ đi giao lưu với lại các anh em khác. Ở trên đây thì mọi người đang đấu giá rồi bốc thăm trúng thưởng để tặng những cái phần quà cho những anh em may mắn. Quán cà phê cũng tương đối rộng mà ngồi full hết luôn. Ngồi ba bé luôn. Đây là ba bé spinny
tiếp theo. Mấy bé vòng này thì mình đã có dịp giới thiệu các bạn khi mà qua nhà của Thiện Nguyễn rồi ha, về cách chăm sóc, về cái đặc tính rồi hành vi rồi của các bé đó. Các bé này nhỏ lên rồi, này là mình sinh sản ra hay là mình mua à? Hùng ba đứa ngoan quá trời. Rất là ngoan luôn các bạn, rất là dạng dĩ ha. Rất là ngoan luôn. Hello em, đây là thành viên của câu lạc bộ Bò Sát Biên Hòa. Đi về BD, hôm nào có dịp mình sẽ qua nhà của Thanh để quay về BD cho mọi người xem ha. Cũng rất là nhiều cái mộc đẹp. Và Thanh cũng là một người chơi rất là tâm huyết, có nhiều cái tâm tư. Em chia sẻ mọi người cái đồng lên của mình. Em qua cái này cho nó dặn, đỡ ồn cái loa. Ok, mời Thanh chia sẻ một chút về cái đam mê của mình với lại mọi người ha. Dạ thì em là Thanh ha. Thì em cũng mới chơi bò sát được khoảng tầm 3 năm nay. Dạ. Thì em mục tiêu của em đến với bò sát không phải là vì cái mục tiêu kinh tế hay là bất kỳ gì hết á. Em chơi tại vì em vui, em thích từ đó. Thì cũng thời gian gần đây em thấy cái giấy bò sát của mình nó bị sức khỏe là nó đi sai hướng. Dạ. Thì người ta coi con bếp này nó giờ nó trở thành giống như là cái một món hàng nhiều hơn là cái cách mà người ta chăm sóc nó. Thì em đang cố gắng mà đưa anh em Biên Hòa giống như các bạn bạn này nè cũng ở trên đây thì cũng cùng chí hướng với em. Ok, thì anh em cũng hiểu nhau thì đang cố gắng để đưa cái hội bò sát ít nhất là ở Biên Hòa thì mọi người anh em sẽ có cái tư tưởng khác về cái bò sát này. Đi đúng về cái hướng phát triển về cái tình yêu thương rồi. Dạ, hơn dạ. Là nặng nề về mặt kiếm tiền ha mọi người. Anh cũng chung chí hướng với ba anh em mình cùng nhau coi như là lan tỏa cái tinh thần này ha các bạn ha. Ok, thank you hai em rất là nhiều ha. Okay. Đây là những anh em từ An Giang tới đây 300 mấy chục cây số lên đây chơi. Hello em. Còn đây là anh em Tây Ninh ha, cũng 100 mấy chục cây số qua đây hả. Hello em. Hot boy ha. Hot boy nha các bạn. Hôm nay mình đi cũng có lợi lắm, được tới mấy phần quà lận. Một lát cuối clip mình sẽ qua bên xe mình lấy mấy phần quà giới thiệu với các bạn ha. Thank you em nhiều nha. Ok, cũng có phần quà anh chưa mở ra coi là gì luôn. Ok, lát là không nào. Ok, thank you em. Đang nghe câu chuyện em. Nè, Tourette á. Đâu cho anh mượn coi rồi. Này là một bé Tourette F2 hả? Ủa chứ không phải mở Taurin mà. Đây là dòng Tourette F2 ha. Ok, em giới thiệu bé này với lại mọi người với. Bé này là F2 anh. Tourette thì nó có nó là điểm chính là gai điểm xéo. Điểm xéo, điểm tròn ha. Mũi chùm. Gai mũi chùm. Nhưng mà con này thì nó được có hai cái đẹp dành cho người đang giữ. Đây là bé Tourette F2 các bạn. Cái màu đỏ của cái con Tourette nó cũng khác cái màu đỏ của cái dòng rep thường ha. Và đặc điểm này giống như là gai nè, gai mũi chùm và yếm nè. Thì tuy nhiên bé này là F2 cho nên là cái gai nó không có đặc sắc được như con F1 do nó loãng cái máu Tobago hơn ha. Ok. Em là bên Dĩ An hả? Rồi ok, thank you em nhiều. Con còn Turin cũng đẹp lắm. Sớm đem Turin đi chơi. Tourette chứ lộn. Ok, lính em hả? Ok. Đây cũng là anh em của Tây Ninh ha. Hello. Hello anh, hello anh tập ba. Hello em. Hả? Anh chàng lên. Sáng nó đi sớm quá chứ mấy đứa nhỏ nó còn bệnh. Thôi để làm sao đi. Đây các bạn. Long thừa hả ta? Long thừa albino. Long thừa albino các bạn. Mắt đỏ luôn.
Nhưng mà bé này màu nó hơi ngà ngà ha. Đúng rồi. Màu hồng hường đó. Hồng hường. Màu cũng đặc sắc đó. Mắt đỏ ha các bạn, Abino là mắt đỏ ha. Dòng này nó hiền đó ta. Đúng rồi, con này nó hiền. Không, riêng con này thôi. Riêng con này. Đúng rồi. Cái dòng này nó cũng dữ. Cái dòng này nó cũng dữ lắm, chỉ là nó đói nó ngày tát thoại thôi. À, ráo ăn. Hơi ráo ăn. À, không có độc đúng không? Không độc. Không độc. Hoàn toàn là không độc. Rất là an toàn các bạn ha. Con này nuôi mà lỡ bị cắn thì nó cũng chỉ bị chày, giống như là mình bị le le vậy đó. Đi chung chào. Có ngày nhức mỏi gì không? Không có hề có sợ. Không có nhức mỏi sưng tấy gì hết. Ok. Vậy, nó còn hiền không? Rất rất cắn nhức cắn luôn. Đúng rồi. Alo, ông ơi cho anh mượn bé này, bé này là gì em? Lục chúa rồi đây. Lục chúa. Massage người ta chưa chưa massage. Massage nó bao nhiêu? Massage nó mới 2kg rồi. 2kg này được nhiêu rồi? Con này chẳng được 1kg rồi. Ồ, cái kiểu nó giống con truy bay thành á bạn, vừa đưa lên tay cái nó quấn liền, quấn cái tay mình giống chân cây à, giống chân cây vậy á, vừa đưa lên tay cái là nó quấn cái tay mình lại. Cái này cũng đâu có đồng biết gì hả? Nó cắn thì chảy máu ngứa ngứa rồi, ngứa ngứa chạy ra thôi. Có cảm giác chút xíu. Nó đâu có nanh đâu. Cái này của em hả? Không. Của bạn kia hả? Nó không có nanh nè. Cắn cưa mà. Hello em. Mặt đẹp lắm các bạn. Mắt nó đẹp. Ngoan. Hiền lành ha. Ồ, tính tình dễ thương quá. Ok em. Tối bước ra khỏi đi dù. Ok rồi. Ok em. Cảm ơn anh có. Ok em. Đây. Ngầu hả các bạn? Uống tay mình chặt đất luôn. Con này là bao hiểm. Cái bức đàn là nhỏ giờ. Chắc đem về nhà đâu. Mấy con mà nó lè lưỡi. Nó quấn gỡ chân cây á anh, chân cây quấn rác nữa. Chân cây quấn gỡ ra luôn, chặt lắm. Ok, hello mọi người. Đây là anh em Tây Ninh ha. Đi nguyên gia đình luôn, lên chơi luôn. Hello em, hello em. Hello Nghiêm. Ok. Kiếm ai phỏng vấn nữa coi. Ủa em, Tây Ninh mình đi rồi sáng hả? À, 6 rưỡi sáng chạy đây luôn. 8 rưỡi tới. Con này không biết gì. Hello em. Quay luôn hả? Ngồi bên kia không? Bạn cái 6 bự quá kìa. À, của Di, cái 6 của Di. Hello em. Nay bỏ quà lên đây chơi đúng không? Bỏ luôn. Bỏ xịn quà. Bỏ xịn quà luôn hả? Không chơi nữa. Tao mét nè, hello em. Anh mượn rồi. Hôm nay lại gặp được bạn cá sấu khủng nữa rồi. Hôm bữa anh đang chở đi chơi đã. Trời ơi. À, khủng hơn bạn. Quá lửa luôn. Dạ dạ. Ai mua lấy thử thì đứng vô tay nha. Để chứ không được đâu bé. Đủ thiệt. Này được mấy ký rồi ta. Rồi con em mua lấy thử đâu bà. Em mua mấy ký rồi. Em mua mấy năm rồi. 4 năm. Dẹp ghê luôn. Không kết ở nhà thôi. Cái này ở nhà có cái hồ bự vô đó hả em cho? Dạ. Cái chuyện nước của nó làm sao? Xịt nước tắm thôi chứ không có hồ hả? Rồi, cái này nếu mình nuôi khô luôn không còn nuôi nước được không ta? Anh nhưng mà da nó bị khô quá thì thiếu ẩm. À, da thiếu ẩm hả? Ủa, tụi này nó có lột da như tụi bò sát hay gu rồi? Có, nhưng mà nó lột nó từng mình quẩy từng bảy màu mà cái đó có lộ nguyên mãn à. Em cho ăn gì cái đồ ăn vùng sâu vùng xa luôn xương luôn các bạn đã mua đồ muốn mua hết rồi.
Ok, đây anh. Anh Hải ơi, chắc mình là chết cái phòng bộ anh Hải ơi. Ngầu quá. Ủa em luôn có ép dài không? Hiện tại đang rất là ép dài bằng cách là cho ăn ít lại. Tự lượng là khoảng 500 gram. Ồ, ăn ít thôi. Con này mà đeo ăn thả cửa nó bụi ghê lắm. Con này mà má size nó chở mấy mấy rồi. Má size tầm 2 mét rưỡi 3 mét. 2 mét rưỡi 3 mét. Này cái xấu sim mà. Alo, chúng ta sẽ còn lại số lượng 12 vé cho vòng 1 của bạn. Con mắt đẹp quá các bạn. Con show hết 12 vé này không ạ? Nhìn hàm răng nó này dữ chưa? Trời ơi, hàm răng này nè. Nhưng mà bạn này là đã được thuần hóa ngay từ nhỏ rồi. Ôi dồi. Cũng hơi ghê ghê à. Thuần hóa từ nhỏ luôn, rất là ngoan luôn ha. Đó. Cầm nó chắc tay đã các bạn. Ngầu thiệt ngầu luôn. Tên gì em? Tên gì? Boro nha các bạn, tên là Boro. Boro là gì ta? À, biết mặt hình nè. Dễ thương. Boro, cái này đực cái. Đực cái. Cái này mấy tuổi là bắt đầu, sai mấy là bắt đầu nó có được ta? 4 năm tuổi nè, nó tính được sai không? Ai chết 12 giây cuối cùng. Ở đây nó khó được chưa? Nha mọi người. Cái người đã rồi. Cầm nó mà lên chuột luôn các bạn. Cái này có 10 ký rồi. Đây là 10 ký. Ngầu không? Nè. Cái móng này bị bẹo luôn rồi. Rồi chào anh, cho anh cái dễ luôn. Còn bạn nào muốn lấy vé của đồng bọn này đúng không ạ? Anh hỏi một lần nữa. Ok, ở trên là anh em đang làm chương trình phúc thăm ha. Sẽ cho các bạn đi bán vé đến tặng khu vực của mình luôn. À, bên này là mấy bạn chăn à. À thôi vừa đốt cái đồ 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 đồ. Nó mồ hả? Bộ này là nô mồ. Những người đóng vé về đi. Một bé bôn bay thành nè. Bôn bay thành hai của một bạn nhỏ. Nữ luôn nha. Đó, rất là dạng dĩ luôn, tự nhiên luôn. Đây là cũng một bạn khác luôn. Đây hai mẹ con hả? Trời ơi, hai mẹ con gấp quá. Hai mẹ con rất luôn. Tới luôn hả? Ba luôn, bỏ luôn anh. À, ba luôn à. Nguyên gia đình luôn á hả? Dạ, đúng. Quá ngầu luôn á. Chất thì chất luôn. Đúng rồi, ok. Sướng. À, vợ chồng mà cùng đam mê chơi nó vui các bạn. Vui nhất là đã bị chửi á. Đúng rồi. Chứ còn nó lệch một cái bị chửi ghê lắm. Ok, cảm ơn em. Rồi bây giờ nè. Mời mọi người tham quan cái khung cảnh xung quanh ha. Một lát nữa sẽ tới chương trình nào hấp dẫn, mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi. Ok. Okay. Ủa quay luôn rồi hả? Ok các bạn. Đây có bạn nông thường rất là khủng luôn. Ủa rồi ha. Đúng là thú cưng này. Thú cưng luôn hả? Lễ cưng. Ủa. Ok các bạn. Đây là một bé lông thừa. Rất là khủng luôn ha. Này của Quế phải không ta? Của anh em Tây Ninh đúng không? Đó.
Amino luôn. Cái này của em hả? Không, của anh Mai. Mai phải không? Mai quên. Mỏ nó hơi hơi bị tà chút xíu các bạn. Mà khủng ghê. Con này chắc bự nhất rồi, massage chưa ta? Chưa massage còn bự nữa hả? Chưa biết. Chưa biết hả? Ngầu quá. Thank you em. Hello guy. Má bự lên nhiều quá chứ. Mà nó chưa có hẳn đâu. Cái này nồi bé này nó ngoan mà. Bé này là gốc gác là từ Nam Ngô Farm thôi các bạn ha. Mắt rất là ngầu, rất là đẹp luôn, da rất là sạch. Sạch màu. Ủa sao bé này nó có hàng dấu hay ta? Em không biết nào. Có này em bắt em chụp từ trên dưới không? À này chắc là ổn đèn. Ổn đèn hả? Cái khoảng cách từ đèn xuống cái chỗ đang điểm sửa là bao nhiêu? 30. 30 hả? Tại đèn em bắt... leo bên trên. À. Bóng em mấy watt? 100W hả? Gai cái tiều đẹp luôn. Mà đúng là nó chưa có sung á. Cái gai nó mỏng. Mặt rất là đẹp luôn bạn. Mùa này em tính làm giấy gì? Bữa em nói em quên rồi. Dạ, Honduras. Honduras. Dạ em á. Về đừng có ủ sức ờ, không có ủ sức ờ. Cái này nó gọi là nó có possible head albino hả các bạn ha. Rồi, tiếp theo con này hai à. Con này đặc biệt á là cái gai của bé đó ở dưới farm mình thì cũng còn vài bé. Cái gai nó màu xanh lá cây luôn. Nó xanh lá cây cái gai này luôn. Mặt đẹp ghê. Hồi lúc đem về chắc cỡ 8 ít quá. Nay chắc cỡ 1 mét hơn rồi. Chịu ăn không? Mập quá chứ. Chăm đều vài bữa nữa sung lên giờ. Con này mặt kè lên nó sẽ... Gai mũi chùm nữa các bạn. Không, mà các bạn nhìn cái nét mặt nó rất là chi tiết luôn. Rất là đẹp ha. Mình vẫn mê cái dòng Tobago và những cái dòng hybrid liên quan đến Tobago. Đây các bạn. Rồi thấy kêu em nhiều. Liên mình hả? Em đi mày. À, bạn. Ok. Rồi. Năm cô đúng không? Dạ dạ anh. Có xe pin của anh em biên quà đem qua. Hello em. Đây là size pin Ryan hả các bạn. Rồng cánh bươm. Bé này mình cũng đã có dịp giới thiệu cho mọi người trong cái lần ốp lần trước rồi. Mà hôm nay nó còn đẹp hơn nữa. Hôm nay cái phần trắng này nó trắng hơn, còn phần đen này nó đen hơn. Đó. Mặt nó rất là ngầu luôn các bạn. 1, 2, 8, 4. Mắt nó đẹp quá. 1, 2, 8, 4 lần trước đi. Rất là đầm tính luôn ha. Con này giống khủng long nhất luôn á. Trên cái bắp dài đó có những cái gai y như là những cái bộ áo giáp. Hello em. Đây là Lộc Lâm ha. Coi như là thành viên tâm huyết của Chameleon. Đẹp không? Sa pin ngầu cua đấu rồi trưởng thành chưa anh? Trưởng thành rồi đó. Những cái hết đấy rồi mẹ. Quá dữ luôn. Ok, thank you em nhiều. Chúng sợ nha hả? Đúng rồi. Lần đầu tiên đi ốp luôn. Súng đụng đóng luôn. Có lại luôn. Có lại. Đây là
Rồi bây giờ bán thiết cái đợt 2, đợt 2 sẽ có 11 phần quà nha. Và trong 11 phần quà này nó sẽ có độc một quá cái phần quà đầu tiên. Đang có quầy bán thực phẩm cho anh em cả. Abigato nha. Anh nè. Không uống. Cũng chưa tiêu. Chưa anh. Em 2279 em lên bốc luôn á. Đợt 2 sẽ cũng có 11 phần quà. Mỗi lần up á thì các anh em admin, thứ nhất là các thành viên sẽ ủng hộ những cái phần quà, rồi những anh em admin sẽ tổ chức bốc thăm trúng thưởng ha. Thì một phiếu vậy là 10.000 phải không? 20 hả? Một phiếu vậy là 20.000. Anh em thành viên đi ốp sẽ mua những cái phiếu bốc thăm này đó, rồi cái số tiền mà thu được sẽ làm những cái công việc thiện nguyện hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì đây cũng là một cái công việc rất là ý nghĩa ha các bạn ha. Ừ, như đây cũng hai sĩ 10 phiếu. Dạ, giờ bốc ra nè, chuẩn bị mua cái mới rồi anh. Mua cái mới nữa hả? Này làm nãy là xong rồi. Như là tiêu ở đây cũng có ủng hộ phần quà cho mấy anh em đúng không? Anh em ủng hộ gì vậy? Abino T anh. Trời ơi. Chịu chơi á. Ủng hộ Abino T luôn các bạn. Là chịu chơi Abino T này, dòng đột biến con riêng hai bô quá ha. Giá trị nó cũng cao á. Chắc chú cái con của anh chắc là ở đây cái này giấy rồi hả? Dạ. Cái này thành giấy rồi các bạn ơi. Ok em. Lá cái đất nè, lá cái đất nè. Ủa dạ rồi. Yên chút. Ồ cái này đẹp quá. Cái này Abino hay T vậy ta? Con này là Abino hay T vậy em? Abino hả? Abino mà sao cái màu nó độc đáo á. Mà nó vàng chanh. Nó không có vàng khè luôn ha. Mấy cái này em gỡ một cái đó nè. Lần hai này thì bé cũng là ông gỡ bụng ra máu nó lột dần da tới nó xiết cái này luôn. Đây mình về mình gỡ bụng ra nó. Trong này có một cái máu. Đó, qua lần này em gỡ bụng thôi. Tại vì mình quên gỡ ra máu nó ra cái mới nó xiết. Nó xiết cái mới. Chồng chồng lên nhau làm cái gai nó không có nở ra được. Đẹp bé này. Anh mua bé thì liên hệ nha. Còn nếu ai mà không biết người nào bán bé thì cứ giơ tay lên mình cho người có thằng ơi nha. Yếm chồng quay. Rồi ghé cù của mình gom lại sạch sẽ nha, mình dùng vô thùng rác nha mọi người, đừng có xả xuống dưới. Rồi ok. Nó vô nha. Stop. Ok các bạn, nhìn nó khủng hoảng không? Cái này gọi là đồ gì ta? Arigato. Arigato là thùng cá sấu gì? Rồi. Nè cô hỏi cái gì là cái lưỡi là lỏ. Đây là để nó tập săn mồi, săn mồi cô. Nếu nó bị hãm gì đó, lưỡi nó sẽ như con dung gì đó. Khi cá mà đang dung 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 dung. Các bạn thấy cái lưỡi đỏ này không? Cái này nó giống như cái mồi. Khi mà nó nằm dưới nước á, nó sẽ thả miệng ra. Đúng rồi. Nó đưa cái màu đỏ này nó gọi là nó lủng lẳng, nó đông đưa trong nước đúng không? Nó như nhớ như là cái cục mồi vậy á, con cá nó sẽ tưởng đây là con dung. Nó sẽ lại nó ăn. Thì khi mà nó vừa đụng vô cái lưỡi cái là cái miệng này nó sập lại. Đây là một cái cách đặt bẫy để gọi là đánh bắt thức ăn ha, rất là hay luôn, của thiên nhiên luôn. Con này nó cắn vô cái chất đã lắm ha. Rớt con tay nha các bạn, gặp con này là phải né ra nha. Nó không có hiền đâu mà mình cứ ghẹo ghẹo ngay miệng nó cắn chết luôn á. Có cái đặc biệt nữa, em quay cận cảnh vô đây. Ngay phía trên con dung á, nó sẽ có một cái lỗ miệng rất là nhỏ ha. Mà cái đó khi nào nó mới mở ra ta? Cái này tùy lúc anh, cái này cũng không gặp nữa tại vì thường là săn mồi á. Đó, nó mở cái miệng ra kìa. Nó mở cái miệng ra kìa. Đó, nó khép lại kìa. Giống như là cái lưỡi này giống như nó hoạt động theo kiểu là nó khi nó tấn công á, nó sẽ hạ bị vậy, cái lưỡi nó sẽ đông lại. Cái lưỡi nó sẽ đi ngay lại phía trong mình. Như là này nó nhảy mình đó. Này giống như cái bẫy sập luôn các bạn, vừa đụng vô cái là nó phản ứng, nó sập cái nó đóng cái miệng nó lại liền luôn, tại là dính con cá luôn. Tại vì thường dòng này á là nó săn mồi thụ động, nó sẽ chờ con mồi, nó cũng không giống như là cơm hay là nó sẽ đi săn. Con này nó sẽ săn săn mồi thụ động, nó sẽ đợi con mồi đó. Vậy là chắc cái tên mà rùa cá sấu cũng có liên quan tới cái phần cái cách săn mồi của nó. Đúng rồi. Cái cách săn mồi thụ động theo kiểu kiểu cá sấu các bạn. Người ta gọi rùa cá sấu thì cái đuôi nó giống cá sấu anh. À cái đuôi giống cá sấu nữa. À đuôi nó có mấy khía nè. Còn con này mấy ký anh cầm lá cũng nặng tay quá ta. Bốn năm ký hơn á. Hơn á, cầm nặng tay quá. Con này còn bự nữa không? Bao nhiêu ký? Bao nhiêu kích thước chứ lộn? Kích thước á, hình như là trời ơi. Con này mấy size nó dài 1m1m2 các bạn. Hai cục gạch, chắc cỡ này nè. Bự khủng khiếp luôn. Thấy mà nó là cái chưa sao.
Nhưng mà bé này, mấy bé này đâu có thuần hóa đúng không? Dạ đúng rồi, dòng này không có thuần hóa được. Chứ em thấy chỉ có cơm mới thuần hóa được thôi. Dòng này đưa vô là nó cắn luôn, nó đâu có phân biệt. Nó là dạng nó săn mồi thụ động, đâm ra là nhiều lúc nó cũng không biết mặt chủ luôn, nó cứ để vậy. Ai đụng vô cái đờ le là nó sập lại, đụng vô cái màu đỏ là giống như cái đờ le nó sập miệng lại là chấn thương liền luôn. Ủa? Phô mai nó dữ à, khó chịu đúng không? Phô mai nó sẽ khó chịu. Ôi, lắm à. Cũng hơi ghê ghê đó các bạn. Ủa cần cái miệng nó mở miệng vậy là cho ta. Khó chịu quá hả? Sao quá vậy, không có nước cho nó bỏ xuống ngồi đi. Cái hộ cũng đánh nhép quá trời kìa. Đang nói bụng mà đang mấy cái nhép cho nó nhìn 5 ngày hả? Này bỏ đường nó ăn em cho ăn gì? Cái mồi. Lần này mấy con? 2-3 con. Nói chung là vừa nữa thôi là cho nó ăn. Mấy con kiểm soát. Đúng rồi, tại vì nếu mà thường cái dòng vừa này á, anh cho nó nhiều đó là nó mặn có nó sẽ ảnh hưởng đến à, nó lớn nhanh quá, cái mai nó sẽ lớn không kịp so với lại cái người của nó. Rồi ở trong đó là nó chèn ép cơ quan nội tạng á. Em ở nhà nó có con ép mập lù à. Có dẫn chân. Nó mập mà nó lòi mỡ rồi, rồi thật ra đây đâu có không ra chân rồi luôn nè. Chơi mấy con này phải cẩn thận nha. Lơ là chút xíu là gớp cái tay á. Đây, thank you em. Thấy ghê quá. Hello mọi người. Nghe năm ngô mọi người. Rửa tay cái nha. Cho anh nắm rửa tay đi. Thì đây là anh năm ngô. Gọi là hello mọi người. Nói đúng hơn là idol trong giới bò sái luôn á. Ai cũng biết rồi, này nói cái bò sái là nói tới năm ngô. Thì anh có thể giới thiệu nói chung là nói sơ về cái mục tiêu của nói chung là những anh em mà trong cái cộng đồng bò sát á, thì lúc nào cái khí thế, cái tinh thần nó cũng rất là hừng hực. Thì tổ chức cái buổi offline ngày hôm nay là để cho thứ nhất là kết nối những cái đam mê lại, và những anh em newbie thì có để đi tham quan để tìm cho mình những cái dòng bếp mà mình thật sự thích. Và nhiều khi mà coi hình ở trên mạng á thì nó không có đủ quê, cũng như là không có cái cảm nhận nó rõ ràng xác về cái dòng bếp đó. Thì qua những cái buổi offline này á thì là sẽ các anh em có thể nhìn rõ tận mắt được các bé bếp của mình, đồng thời sẽ gặp được những người chủ, những bạn nuôi có thể hỏi thăm những cái kinh nghiệm cho cái việc chăm sóc để coi là cái điều kiện của mình nó có phù hợp hay không. Thì nhiều người nhìn qua cái kiểu hình bên ngoài thì thấy thích con này quá, thích con kia quá, nhưng mà chưa có hiểu được cái cách chăm sóc thì đôi khi cũng ngại ngùng, hoặc là đôi khi mua về rồi mới thấy là cái bé này nó không phù hợp với cái tính cách của mình đó, thì lại chăm sóc không tốt nữa. Thì qua những cái buổi offline như vậy thì rất là tốt cho các bạn newbie, rồi nó là cũng là cái cơ hội để cho các bạn nhỏ nè, kể cả người lớn nữa có thể đi tham quan. Nói chung là một cái ngày hội bò sát mà mọi người đều có thể vui vẻ với nhau. Đó là cái mục tiêu của những cái buổi offline của anh em chùa bò sát. Thì cũng rất là cảm ơn là anh Nam Ngô đã cho phép mình tới nhiều cái bạn của Nam Ngô. Ở video trước thì mình sẽ cố gắng hoàn thành video sớm nhất cho anh em. Lên chưa? Chưa lên mà chào trước rồi. Ok mọi người, thì hôm qua hai anh em cũng làm việc lắm ba cũng làm việc mấy tí đồng hồ để mà có những cái chia sẻ gửi đến với mọi người ha. Thì mọi người đón chờ cái video trên kênh của Quốc chiều qua này, Mad Reviewer VN ha. Ok mọi người, thank you mọi người. Ok em rồi, ok uống cà phê tiếp. Này là team từ chiều qua này Cần Thơ, Tiền Giang lên ha. Lên từ tối qua luôn. À, ok em. Ok các bạn, đây là một bé Savannah ha. Nằm rất là ngoan. Đây, cầm im hello em.
Rồi bây giờ mình đang ra hạn cho mình sổ. Đây là bé này nè, đây có em phải không? Em giới thiệu cho mọi người bé này giống gì với? Lin Monitor. Lin Monitor hả? Cái là monitor của sông Lin nè. Bé này em nuôi từ nhỏ hay sao? Em mua lại lúc nó 6X thì vậy. 6X à? Nuôi này được mấy năm rồi? Chưa được 1 năm nữa. Chưa được 1 năm hả? Là lúc mua về nó dạng vậy luôn hay là em thuần? Lúc mua về nó vẹn, em phải thuần lại. Thuần lại hả? Thuần hay của ta, thuần bao lâu rồi nó ngoan? Như là 1 tháng là nó... Thật là ngoan rồi em. Em thuần cách nào chia sẻ với mọi người với? Em mới về em để im cho nó... Nó kiểu dạng quen chuồng với lại nó đỡ khỏe, xong rồi bắt đầu mình tương tác cho ăn dần dần. Nè nó được ngoài. Rồi em cho ăn gì? Quan sát này. Em đi xa hiện tại là em đang cho ăn gà con đông lạnh với lại chuột. Ờ. Rồi mỗi lần ăn ấy mình cầm cái đầu gấp mình đút bé ăn. Em cầm bằng tay luôn. Cầm bằng tay luôn. Rồi lúc đầu nó có táp không? Có, tại vì bọn này táp ghê á. Táp ghê đó bạn, bị táp lần nào chưa? Có đấy, có sẹo luôn. Có sẹo luôn rồi hả? Nhưng mà giờ nó ngoan quá ha. Mấy này chế độ ăn là một tuần ăn mấy ngày? Tuần thôi, em cho ăn một lần. Tuần ăn lần thôi. Lần mấy con? Hai đến ba con gà con hoặc là hai đến ba con chuột. Hai ba gà con, hai ba con chuột. Ok, những cái bé này là dòng monitor ha, này là dòng monitor của sông Nin, gọi là Nin Monitor. Mình gờ vô cái cổ chỗ này, cái da của nó cái độ đàn hồi rất là cao bạn ha. Với lại nó có hai cái lưỡi gà ở đây nè, khi mà nó nuốt con ngồi to là nó có thể mở to cái cuốn họng nó ra để nó nuốt vô luôn. Nó nuốt được những cái con mà to hơn, kích thước là gấp đôi cũng được, gấp ba hơi bự. Con chuột ba ngón tay này cũng được á. Đây nó có hai cái cơ nè, nó giãn ra được. Rất là ngoan ha. Mặt cũng đẹp quá trời luôn. Bé này chi phí rước về cao không em? Lúc mới rước tại do là nó bị bẹn với không thuần nên là em rước có tầm 2.7 triệu. 2.7 triệu hả? Cũng mềm quá. Rồi cuối cùng là thuần được thành công, vậy là thành công đúng không? Giờ nếu mà thuần ngoan cái này là giá trị nó sẽ tăng cao. Bởi vì cái giá trị của con bé á, nó còn nằm ở cái tình cảm yêu thương và cái cách chúng ta đối xử với nó. Ví dụ như bạn này lúc mà mới bắt bé này về thì nó rất là hung ha, nó không có thuần người, nó không có tương tác, không có chơi được. Nhưng mà về bằng cái tình cảm của mình cộng với lại cái hiểu biết về cái giống loài thì bạn nó đã thuần cho bé nó rất là ngoan ha, đi chơi rất là ngoan và rất là đậm tính luôn đó. Không còn cắn bậy nữa, không này nọ nữa, hết hồn. Ơi cái da anh thấy bị nấm hay bị gì nè đúng không? Cái này là lúc bị thiếu ẩm, tại lúc nó đang lột, lúc đấy em bận dần đi về thiếu ẩm nên là nó bị kiểu khô da, chóc về. Cóc da, đây bị mấy cái thẹo, nhưng mà cái này chắc lột nhiều lần nó sẽ tương hết. Mỗi lần cái này giống như cái thẹo vậy các bạn, mỗi lần lột da nó sẽ mờ lại ha, lột chắc 3-4 lần sẽ hết. Trên mình bé nó cũng có những cái bông giống như kỳ đà hoa của mình, nhưng mà bông nó nhỏ hơn. Con này anh thấy nó vừa giống hoa mà vừa giống vân Việt Nam. Nó y hệt vân luôn, tại cái màu nó vàng vàng giống vân, nhưng mà nghĩ lại cái đầu nó sẽ khác. Đúng rồi. Cái đầu nó sẽ khác. Cái đầu con này nó cái cổ nó dài hơn, cái đầu nó nhỏ hơn. 0901. Hồi nãy mới về anh tưởng vân á. Vân là không có nuôi được. Hầu như nếu mà ai mà ấy là cũng nhìn y hệt vân. Nó cái màu vàng của Vân. Đẹp. Cái này ok. Chứ Vân là nuôi không được, cái Vân là nhóm 1. Bé tiếp theo là 0638. 0638. Ok, thank you em nhiều. Em ở đâu? Bình Dương là bên Hòa. À, đây là một team Biên Hòa luôn các bạn. Team Biên Hòa thì sưu tầm khá là nhiều dòng đẹp độc lạ. Ok, thank you em. Ba nhóc này ngoan quá trời. Ờ, 0638 rồi. Ok các bạn, sáng giờ quay điện thoại hết pin, cho nên là mình đang chui vô xe để mình sạc miếng pin để lát mình quay tiếp. Thì từ bên đối diện nhìn qua cái không gian, cái buổi ốp của mình là phải nói là full ha, chật kín luôn.
mọi người đang tham dự cái chương trình bốc thăm trúng thưởng đó, rồi giao lưu anh em giao lưu với nhau đang rất là sôi động nè, giống như mọi người tự nè gặp chiến thủ rồi này là chia sẻ rất là vui ha. Người xa xa là thấy những cái té yêu quân bốc thăm cũng đẹp luôn. Ok rồi, sẵn đây thì mình sẽ giới thiệu hôm nay mình được quà của những anh em ha, tặng ha. Đây đầu tiên á là một cái áo của Sang Nguyễn Farm ha. Sang Nguyễn thì có quán cà phê Tỉnh Giấc ở Cái Dầu, An Giang đó, lần trước mình ghé thì lần trước hết size của mình hơi bự quá cho nên lần này là Sang Nguyễn làm riêng một cái size lớn lớn cho mình luôn. Ok các bạn, hôm nay quay clip sẽ vận áo của anh em câu lạc bộ ha. Rồi một món quà thứ hai, ồn quá bóc chiến lên. Rồi món quà thứ hai là cũng của một người em ở An Giang luôn, đó là một cái bóp da à, rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình thì giờ mình hết xài bóp rồi các bạn, này mỗi ngày sáng thì phát có 50.000 sáng thôi cho nên là không có gì để bỏ vô bóp hết trơn á. Ok rất là đẹp ha, này chắc là em nó tự làm luôn đó. Này chắc là da cá sấu đó các bạn. Ok cảm ơn em rất là nhiều ha, anh em An Giang rất là chân tình luôn, này em sẽ giữ làm kỷ niệm. Thật phần mà nói là cũng chắc mười mấy năm mà không có xài bóp các bạn, bỏ vô nó cộm mông quá, cộm đít quá cho nên là không có xài nữa. Có gì đeo cái túi bao tử không, mà bữa rồi là bỏ đồ nhiều là đeo cái túi bao tử bỏ vô chứ mọi người mình nó cũng bự á, mình bận đồ xong mình bỏ vô nó bị cộm quá khó chịu ha, nhưng mà sẽ lưu lại giữ lại làm kỷ niệm đó. Rồi tiếp theo đây là một cặp quên nữa, này phải bỏ vô hộp đàng hoàng chứ rất là trang trọng rồi các bạn ha, có hộp đỏ đàng hoàng này, bỏ vô đây rồi cho cái áo của Sang vô đây luôn, đi chơi mà còn có quà nữa các bạn thấy không. Rồi đây là một cặp tượng ha, cái cặp tượng này là của anh Minh ha. Thì anh em mà thân thiết ở trong giới rồi gọi là anh Minh BD đó, tặng cho mình một cặp này là nó gọi là thử tiêu UV luôn, tiêu UV vô là nó sẽ đổi màu các bạn ha. Hồi nãy mình mới biểu diễn em móc cho anh mượn cái điện thoại mở đèn flash lên nè, anh test thử coi. Mở cho các bạn coi. Cái này này về nhà mà chắc trong bóng tối á là sẽ thấy một cái tập tượng rất là đẹp. Thì anh Minh tặng cho mình lý do là mình bận cái áo Nam Ngô Farm này là cũng làm cái hình con Mandarin Iguana. À, các bạn thấy này, nhìn cái đầu nó hộp gai gai nè hả, chiếu đèn vô coi nó đổi màu không, hình như là UV nó mới đổi màu các bạn ơi. Nãy anh chiếu bằng cái đèn pin của ảnh hay gì á, để này kìa, lát nó đổi màu không? Này để ngoài nắng là đổi màu ha, đó rất là dễ thương. Về chân rồi, ok, khoe vài món quà thôi, thank kiều anh em rất là nhiều, anh em rất là nhiệt tình, rất là tình cảm luôn, có những món quà lưu niệm rất là dễ thương. Ok một lát sẽ bữa anh em admin của thủ dầu một nói là chưa có dịp hết đất, thì lần trước có đất không ta, lần trước hình như là đông quá luôn, u quá chưa kịp hết đất, hiện lát mình sẽ chờ tới cuối buổi rủ mọi người cùng hết đất ha, truyền tải cái năng lượng tích cực. Ok mọi người rồi. Anh em đừng có tập luôn. Rồi, rồi. 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 Rồi
Sau chương trình offline anh em giao lưu đồ này nọ các thứ, làm những cái công việc đó thiện nguyện thì anh em đi ăn uống ha. Đó, một cái bàn rất dài, dài từ ở dưới miền Tây An Giang mà dài lên tới Bình Dương, đi ngang qua tới Tây Ninh luôn, vẫn còn đang thiếu chỗ luôn, đang sắp xếp bàn tiếp ha. Một cái không khí rất là vui luôn. Ở đằng xa thì anh em Biên Hòa đang tiến cái tuần hòa vô nè. Cầm giùm em chứ. Đó, có Trường với lại Sơn anh em Biên Hòa. Ok rồi, anh em Nghĩa Đào thì đang tác nghiệp ở đây, lát lên món rồi, bên này lên món trước rồi đây vào ha. Đó, anh em đi từ dưới An Giang kéo dài một cái bạn từ An Giang lên tới Tây Ninh và tới Bình Dương luôn, rất là sung luôn ha. Hy vọng là những lần offline tiếp theo sẽ kết nối được thêm các tỉnh nữa thì có thể mình bao full nguyên cái quán này luôn, chứ giờ một cái dãy bàn này là không đủ rồi, bốn bao nguyên quán luôn. Ok mọi người ha,